Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chia sẻ anh em cách thay cái lốp không xăm của những cái chiếc xe ga phổ thông hiện nay bằng cái máy ra vào lốp. Thì có rất nhiều anh em đã mong muốn mình làm một cái video về cái cách ra vào lốp của cái máy ra vào lốp trên những cái chiếc xe không xăm ở đây. Thì hôm nay là mình sẽ thực hiện cái video này, mặc dù là nợ anh em khá là lâu rồi thì hôm nay mình mới có thời gian để hướng dẫn và chia sẻ anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái bô và cái lốp kia, thì tí nữa mình sẽ cho vào máy cho anh em coi. Rồi, để làm quen với cái máy này, trước tiên thì mình sẽ cho anh em ngó qua một vòng. Thì cái máy này của mình là mình dùng vài năm nay rồi nên là nó cũng khá là cũ. Thì các cái chân chức năng của cái máy này thì nó cũng tương tự như những cái máy khác thôi. Thứ nhất ở đây chúng ta sẽ có một cái chân dẫm để có cái biểu thị là ra vào, và một cái chân để ép lốp, và một cái chân dẫm để xoay trái xoay phải. Thì khi chúng ta dẫm ra vào thì ở trên này cái phần kẹp này nó sẽ chạy ra hoặc chạy vào đó, và cái biểu thị là dẫm lốp ở kia để ép cái tanh lốp ấy, thì nó sẽ là sử dụng cho cái mục ở bên này, và cái chân để dẫm để cho cái mâm này nó xoay đi xoay lại thì tí nữa là mình sẽ thực hiện cho anh em coi. Và ở trên này nó sẽ có một cái thanh gọi là thanh mỏ vịt ở đây, thì khi chúng ta sẽ tiến hành là ra vào lốp thì nó sẽ sử dụng cái thanh này. Và tất nhiên là cái máy chúng ta sẽ phải cấp điện cho nó, và đồng thời là sẽ cấp hơi. Thì mình sẽ cấp hơi từ cái máy đỏ kia sang máy này. Đó, thì cái cách hoạt động của cái cơ chế hoạt động của cái máy này nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Và bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành, mình chia sẻ cho anh em. Thì khi chúng ta thay một cái lốp mới hay là chúng ta sẽ ra vào một cái lốp thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải tháo cái hạt gạo ở trong cái phần van ở trên cái lốp này ra nhé. Rồi thì chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Và cái phần mà nó có cái lưỡi ở đây thì chúng ta có thể là chỉnh ra, chỉnh lên chỉnh xuống được, để chúng ta sẽ căn nó vào cái phần mép lốp ở đây. Và sau đó là chúng ta sẽ căn chuẩn rồi thì chúng ta sẽ dẫm cái chân dẫm của cái này, nó có cái biểu tượng là ép lốp ở đây. Cái video mà hướng dẫn cái cách này thì có rất nhiều anh em làm rồi, nhưng mà nhiều anh em mong muốn mình làm một cái video chia sẻ về cái cách làm này, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em thực tế ở đây. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào mình ép cái lốp này cho anh em coi. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ép cái lốp này ra. Thì anh em thì thấy là cái tay cầm này của mình là mình có thể chỉnh cao, chỉnh lên chỉnh xuống này. Thì anh em sẽ căn cho mình ở cái mép đen của cái bàn ép ở đây, nó sẽ ăn gần vào mép của cái vành của chúng ta. Và khi nó được đặt như thế này rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ dẫm để ép lốp. Đó, chúng ta lưu ý nếu như chúng ta để xa quá thì là cái phần lưỡi cong ở đây nó ép ở mặt trong của mặt ngoài của lốp đây thì nó sẽ khó ra. Và nếu mà anh em để nó sát cái mép của cái vành này quá thì có thể nó sẽ phập vào cái vành này, dẫn đến là mẻ hoặc méo cái vành này. Rồi thì chúng ta sẽ nhả chân ra và tiếp tục như thế là chúng ta sẽ xoay. Đó, tiếp tục như thế bên này. Cái cách thực hiện cái này cực kỳ là đơn giản, như vậy là xong rồi. Bước tiếp theo, để cho cái vành này nó lên trên cái bộ bàn gá ở trên cái máy ra vào lốp đây, thì chúng ta sẽ dẫm vào cái chân mà có cái biểu thị là mũi tên ra và mũi tên vào ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ căn cái khoảng cách từ bên nọ đến bên kia của cái bàn ép ở đây, ở trên cái mâm của cái máy ra vào lốp này, sao cho nó tương ứng với lại cái vành kia. Có thể to hơn một xíu hoặc nhỏ hơn một xíu cũng được, không sao cả. Nó chỉ có to hơn đi nhá, nhỏ hơn thì không vừa đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lốp này vào. Khi là mình đã cho cái lốp nó được giữ chặt bởi bốn cái ngoàm ở trên cái máy ra vào lốp đây, thì anh em thì thấy là cái ngoàm này đó, nó sẽ được bấm chặt vào cái vành. Tương tự như thế là bốn cái anh em sẽ phải để nó sao cho nó cân.
và nó sẽ ngoạn cả 4 cái. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là bôi một cái chất nhờn lên trên này để cho nó trơn khi mà chúng ta sẽ dặn cái máy cho nó quay để nó ra vào một cách ngon lành nhất. Còn nếu như chúng ta mà không bôi trơn lên đây thì có thể nó sẽ gây đến rách lốp. Cái lốp cũ vứt đi thì không sao, nhưng khi chúng ta vào cái lốp mới mà chúng ta không bôi trơn ấy, có thể nó sẽ làm hỏng cái tanh lốp. Rồi ở đây thì mình đã chuẩn bị một chút nước xà phòng thì chúng ta sẽ bôi đều xung quanh của cái này đó. Và bây giờ là mình sẽ phải ấn nó xuống đã. Chúng ta sẽ ấn đều xung quanh của cái lốp này và chúng ta bôi vào cái mép tanh này cho nó trơn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi điều chỉnh cái cần ép mỏ vịt ở trên này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi ép cái cần ép có cái mỏ vịt để nó ra vào lốp ở đây. Thì chúng ta sẽ sơ qua cái phần này. Ở đây nó sẽ có một cái con ốc hãm ở đây, thì chúng ta sẽ nới nó ra hoặc siết nó vào. Và sau đó là chúng ta sẽ tính toán sao cho cái phần mỏ vịt này nó sẽ đến khớp mới lại cái phần lốp của chúng ta ở đây. Rồi cái phần này là để mình kẹp máy quay vào cái chân quay đã, thì mình sẽ chia sẻ thêm. Và khi chúng ta sẽ sập được cái phần mỏ vịt xuống cái mắt lốp kia thì chúng ta sẽ khóa cố định cái phần mỏ vịt đấy bằng cái cần gạt ở đây nhé. Nó sẽ khóa cứng lại, nó không cho cái phần mỏ vịt này chạy lên chạy xuống nữa. Và cái phần mà có con ốc hãm ở kia thì nó sẽ không cho cái phần mỏ vịt này nó ăn vào cái phần vành của chúng ta ở đây chứ. Đó. Thì nếu mà nó ăn cái phần vành ở đây nó sẽ hỏng hết cái phần diềm vành ở đây. Đó. Có thể là nó sẽ phập vỡ cái vành của chúng ta ở đây. Thì ở đây thì anh em thì thấy là những cái thợ trước họ thay cho người ta đây này, nó ăn HG hết ở đây này. Cái này là lỗi cho những cái người mà thợ trước. Thì lưu ý với anh em là ở cái phần này nó sẽ có cái phần nhựa ở đây, thì chúng ta sẽ phải gắn cái phần nhựa này vào để nó chạy kỳ trên cái mép này thì nó sẽ không bị hỏng cái bề mép của chúng ta ở đây. Và lưu ý ở đây là cái phần con lăn ở đây nó phải được chạy trơn tru nhé. Khi là mình đã cố định cái thanh mỏ vịt của chúng ta vào cái phần mép lốp ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ khóa cái phần thanh chỉnh ở đây. Đó, thì thanh chỉnh này chúng ta sẽ phải vặn vào cho nó khớp mấy cái nốt ở đây để cho cái cần nó không bị ép vào. Và cái phần khóa của cái thanh mỏ vịt này chúng ta phải khóa nó lại. Rồi tiếp theo là đến cái phần này. Thì anh em sẽ lưu ý cho mình là ở cái phần nhựa vừa nãy mình chỉ đây này. Đấy, chúng ta sẽ tính toán sao cho cái độ cao của cái mỏ vịt này nó chỉ vừa sát đến cái phần mép vành này thôi. Đó, phải có cái nhựa này nó mới không gây sức cái vành của người ta. Và cái phần bi lăn ở trên chỗ cái đầu mỏ vịt này thì chúng ta sẽ tính toán sao cho nó chỉ cách khoảng 1mm như thế này. Không nên là để nó chạy vào cái phần mép vành này. Chính vì thế là nó sẽ xước. Khi chúng ta sẽ để nó cách xa như thế này, 1mm như này, thì nó sẽ không gây xước cái mép vành của người ta. Và tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái phần của cái móc lốp đây. Thì anh em thể thấy là cái móc lốp nó sẽ chia ra làm hai đầu, một đầu cong và một đầu phẳng như thế này. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ phải lùa cái phần cong này vào cái phần lốp qua cái chỗ cái thanh mỏ vịt này đây. Thì chúng ta sẽ bóp cái lốp này xuống và sẽ lùa cái phần đầu cong này vào phần lốp và chúng ta sẽ bẩy chính ở cái phần mỏ vịt này ra. Thì đồng thời là chúng ta sẽ phải ép cái phần này xuống nhá, bởi vì nó đang sát vào cái tanh lốp, chúng ta sẽ ép phần này xuống. Đó, chỉ một cái thao tác như thế là xong. Và bây giờ là chúng ta sẽ dẫm cái chân để cho cái lốp này nó quay. Thì chúng ta sẽ dẫm xuống thì cái lốp nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, và chúng ta sẽ dẫm ngửa cái chân lên thì nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Vì như thế này là chúng ta sẽ phải dẫm theo chiều kim đồng hồ. Để trước khi dẫm thì mình sẽ quay một phần bên này cho anh em coi, bởi vì nó đang bị khuất. Đó, thì khi mình đã cho cái phần tanh lốp lên trên cái mỏ vịt này thì cái phần đằng này nó sẽ nằm bên trên lốp nha anh em nhé. Phần dưới này nó vẫn là nằm trong tanh lốp này. Rồi sau khi là cái lốp của chúng ta nó đã ra được như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ lại lấy cái đầu cong này, cái đầu cong hướng ra ngoài anh em nhé, và chúng ta sẽ kéo cái phần lốp này ra. Đó, chúng ta sẽ lùa vào như thế này và chúng ta sẽ bênh cái phần
của cái tay lơ via này ra. Chúng ta sẽ móc vào cái phần mặt dưới, cái phần mặt dưới của cái lốp, cái tanh lốp ấy, và chúng ta sẽ ép như thế này thì nó lại lên. Đó, anh em thể nhìn thấy là nó đã lên đây rồi. Đó, như thế này rồi thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng lôi cái phần móc này ra. Và bây giờ là chúng ta sẽ lại giẫm nó một lần nữa để nó quay. Đó, như thế là nó khác ra. Đó, thì anh em thì thấy là cái cách ra này cực kỳ đơn giản. Đó, cái lốp nó đã ra rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ lắp cái lốp mới này vào. Trước khi lắp cái lốp mới này vào thì chúng ta sẽ phải bôi một lớp trơn xung quanh cái phần tanh lốp này, cả hai mặt anh em nhé. Bôi cái phần trơn này thì chúng ta có thể là sử dụng xà phòng cũng được, hoặc là chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ cho một ít dầu vào trong cái nước xà phòng này để nó tránh làm hỏng cái phần tanh lốp này. Khi mà nó ăn với cái mép vành này nó hay bị sùi lên. Nếu mà nguyên cái nước xà phòng thì nó hay bị sùi cái phần mép vành ở đây. Còn nếu như chúng ta bôi cẩn thận, chúng ta cho thêm một ít dầu cùng với cái nước xà phòng này thì nó sẽ không làm sùi cái phần mép vành của chúng ta ở đây. Và trước khi đi lắp cái lốp này vào cái vành này thì mình xin lưu ý với tất cả các anh em. Những anh em nào biết rồi có thể bỏ qua, và những anh em nào chưa biết thì nên tiếp thu cái phần này. Thì anh em thì thấy là ở trên cái lốp nó sẽ in một cái dấu màu vàng và một cái phần mũi tên ở đây. Thì cái dấu màu vàng này thì tương ứng như thế này, chúng ta sẽ lắp sao cho nó hướng về cái phần van này. Đó, thì nó giống với xịn của nhà máy nó họ hay lắp. Và cái phần mũi tên này thì anh em để ý là cái phần mũi tên quay theo cái chiều mà cái lốp xe của chúng ta, nó quay theo cái chiều kim đồng hồ anh em nhé. Thì cái phần ta lông ở trên này thì nó sẽ tương ứng như thế. Thì khi quay này nó sẽ theo cái chiều mũi tên này. Tránh trường hợp là lắp ngược, thì nhiều anh em lắp ngược cái này thì cực kỳ nguy hiểm. Thì những cái xe phổ thông như này thì thường là chị em phụ nữ đi thì tốc độ nó thấp thôi thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng những anh em nào mà đi những cái chiếc xe phân khối lớn ấy, mà cái lốp mà lắp ngược như này thì nó dễ bị rách lốp này. Đó là nguyên nhân tại sao mà có nhiều anh em chạy tốc độ cao mà nó bị rách lốp. Cái lốp nó rách toang làm đôi là vì thế. Ở trên cái phần tiếp giáp của cái mối nối ở trên cái lốp này, người ta sẽ quy định một cái chiều quay cho nó. Nếu như anh em lắp sai, lắp ngược cái mũi tên này lại thì nó quay như thế, nó sẽ bị dễ bị bung cái phần lốp mối nối của cái lốp đó ra. Đó, đây là khuyến cáo của nhà sản xuất. Thì cái chiều mũi tên này luôn luôn quay theo cái chiều thuận của cái xe của các bạn, nhớ nha anh em nhé. Và một cái lưu ý nữa thì khi chúng ta lắp cái lốp mới này vào thì chúng ta nên vệ sinh cái mép vành này sao cho nó thật sạch. Vì cái vành này người ta đã bị dỉ, người ta quét sơn này rồi, thì chúng ta sẽ phải làm sạch cái bề mặt tiếp xúc của cái mép tanh lốp và cái mép vành ở đây. Chúng ta nên phải làm sạch đi, thì nó càng sạch được bao nhiêu thì nó càng tín cái lốp của chúng ta bấy nhiêu, tránh tình trạng bị gió hơi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mà lắp cái lốp này vào. Sau khi là các bạn đã xác định được cái hướng của cái lốp và cái hướng của mũi tên rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ đặt cái phần lốp này vào. Chúng ta sẽ để nghiêng như thế này, và bây giờ là chúng ta sẽ kéo cái phần mỏ vịt này vào. Đó, chúng ta sẽ kéo cái phần mỏ vịt này vào như thế này, và bây giờ là chúng ta sẽ để nghiêng cái phần lốp như thế này, và chúng ta sẽ ấn nó xuống, vừa xoay vừa ấn anh em nhé, vừa xoay vừa ấn. Đó, chỉ cần như thế này thôi là cái phần mỏ vịt nó đã đè cái tanh lốp của mặt trong của cái lốp xuống rồi, và cái lốp nó đã bám vào đây. Và bây giờ là chúng ta chỉ cần giữ tay vào đây, giữ tay vào bên này này, và bắt đầu là chúng ta sẽ giẫm này cho cái máy nó xoay. Đó, khi nó vào được một nửa này rồi thì chúng ta chỉ cần giẫm để cho cái lốp nó vào. Thì lưu ý với các anh em là chúng ta chỉ nên mồi mồi như thế này, không nên cho cái máy nó chạy tít nhá. Nếu như cái máy nó chạy tít ở chỗ này, hiện giờ nó đang rất là căng, anh em thấy nó đang rất là căng như thế này. Nếu như chúng ta cho máy nó chạy tít ấy, thì cái phần của cái mỏ vịt ở đây nó có thể là nó sẽ sơi rách cái phần tanh lốp của chúng ta ở đây. Nên là chúng ta sẽ phải giẫm nhả như này để cao su nó có sự đàn hồi. Đó, rồi như thế là đã vào rồi. Và bây giờ là cái phần tiếp theo là nó đang như thế này, thì chúng ta sẽ bênh cái phần góc ở trong này lên và dí cái phần ngoài ở tay ngoài của mình xuống ở đây, và chúng ta sẽ bênh như thế này. Đó, thì anh em thấy là cái phần lốp ở đây nó đã vào đây rồi, đúng không ạ? Đó, như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái thanh lơ via cũng như cái thanh mắc lốp ở đây, thì chúng ta sẽ lùa theo cái chiều cong này vào cái phần của cái mỏ vịt đây. Bây giờ là mình sẽ làm lại này. Đó, thì anh em sẽ cầm kéo nó ra ngoài. Thì cái phần của cái lơ via cũng như là cái móc lốp của chúng ta ở đây, nó sẽ bấm vào trong chỗ cái vành này, và chúng ta sẽ giữ cho nó một xíu.
thì khi mình đã bẩy cái lơ via vào trong cái phần của cái mỏ vịt của chúng ta ở đây thì cái lơ via nó sẽ chui trong cái gầm của cái vành này và xung quanh nó sẽ như thế này. Thì chúng ta sẽ để cho cái này nó nằm ở bên trên anh em nhé. Lúc ra thì cái phần tanh lốp này nó nằm bên dưới của cái thanh mỏ vịt ở đây. Và lúc vào thì cái thanh mỏ vịt này nó sẽ nằm bên trong, có nghĩa là bên dưới của cái phần tanh lốp ở đây. Rồi thì khi chúng ta bấm máy thì cái máy nó sẽ quay, thì cái thanh lơ via này chúng ta sẽ giữ ở đây một xíu. Sau đó nó chạy ra khỏi cái phần này thì lúc đó chúng ta mới vào. Nếu như chúng ta nhả ra ngay ấy, thì cái phần lỗ khe chỗ này này nó lại chạy bên trên, nó lại tự động nó lọt ra bên trên của cái phần mỏ vịt của chúng ta đây thì nó lại trượt ra ngoài, thì chúng ta lại mất công làm lại. Thì thay vì như thế thì chúng ta sẽ giữ tay ở đây nhé. Bây giờ là mình sẽ thao tác cho anh em coi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tiến hành và mình sẽ dẫm này cho cái máy ra vào lốp của mình nó xoay. Và bây giờ là mình sẽ giữ tay ở đây một xíu. Đó, thì cái phần mép lốp này nó đã ăn khít vào cái phần của cái mỏ vịt nó chống xuống đây rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ có thể bỏ cái phần này ra, là không bao giờ nó cũng tuột ra. Và khi chúng ta xoay thì chúng ta sẽ ép cái phần mặt của lốp bên này xuống nhé. Đó. Đó, thì khi anh em quay đến đây thì anh em thấy là cái phần lốp này nó đã cắn vào trong của cái mép vành này rồi. Như thế này là đằng này cực kỳ là căng. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ phải ép nó xuống. Ép nó xuống để cho nó chạy tự do cái phần này, để cho cái phần này nó vào dễ hơn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành làm cho anh em coi. Rồi, khi mà đến như thế này rồi, cái phần chỗ này anh em thấy nó cực kỳ là căng đúng không ạ? Nó cực kỳ là căng. Và cái phần chỗ này của cái lốp nó đang nửa trên nửa dưới của cái vành. Rồi thì chúng ta sẽ phải vừa ép vừa cho cái máy nó chạy. Chạy tí một thôi anh em nhé. Đó, chạy tí một thôi, không nên là cho nó chạy khỏe quá. Nếu mà nó chạy tít quá thì có thể là nó sẽ làm rách của cái tanh lốp của chúng ta ở đây. Rồi sau khi là mình đã cho cái lốp vào rồi thì anh em thì thấy là đây là cái phần van này, đây là cái phần vàng của cái lốp này, nó đang chưa thẳng mấy phần van, thì chúng ta sẽ ấn cái phần mép lốp này và chúng ta sẽ xoay. Đó, thì bây giờ là cái phần van và cái phần thẳng này, phần vàng này nó đang nằm ở trên một cái khoảng thẳng nhau. Như thế này là đẹp rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ dẫm để cho cái bàn này nó nhả ra, thì chúng ta sẽ lôi cái lốp cái vành này ra. Và mình có một cái lưu ý nữa với anh em là anh em nên sử dụng cái phần lót nhựa này nhé. Có nhiều anh em hay bỏ cái phần lót nhựa ấy ra để kẹp thẳng cái mép sắt này vào cái mép vành của chúng ta ở đây, thì nó hay bị xước cái mép vành. Thì chúng ta nên sử dụng là cái miếng lót ở đây đó, để nó tránh khỏi gây xước vành của người ta. Tiếp theo là đến cái phần bơm hơi. Thì có rất nhiều anh em sử dụng cái vòi bơm hơi theo máy này mà không bơm được hơi do cái lốp này nó căng ra, nó cứ xì mầm ra, thì anh em thì thấy là đây nó đang hở rất là to. Đó, thì cái cách khắc phục là chúng ta sẽ sử dụng một cái vòi đường hơi của chúng ta, là chúng ta sẽ đặt một cái cút như thế này. Cái cút này nó ở đâu? Nó hay ở những cái khẩu súng của chúng ta đây. Khi mà lâu ngày nó mòn thì chúng ta sẽ thay cái này, chúng ta giữ lại cái này, chúng ta sẽ đặt thẳng vào đây và chúng ta bơm một phát là lên ngay. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái phần bơm ở đây, có thể nó lên hoặc không lên. Thì thường những cái lốp mới thì khi chúng ta thay này thì bơm một phát là lên ngay. Những cái lốp mà chúng ta bỏ ra để vá thì đi lâu ngày nó cứng rồi, thì khi chúng ta bơm lên như thế rất là khó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòi như thế này là bơm nó sẽ lên nhá anh em nhá. Rồi là chúng ta sẽ bơm nó lên trong khoảng là 2,2 cho đến 2,5 kg, và chúng ta sẽ quét một lần cái nước xà phòng này lên xung quanh của cái lốp này.
Đó thì anh em thì thấy là cái phần lốp này nó đã được kín hơi này, nó không bị xì hơi ra đây. Đó thì anh em nên kiểm tra một vòng và anh em kiểm tra cả chỗ phần van này nhá. Cái phần van nữa này này, khi chúng ta tháo ra thì chúng ta làm chúng ta lắp nó vào này, có thể là nó sẽ bị dính một hạt bụi, nó sẽ gây hở thì nó sẽ gây xuống hơi cái lốp này. Đó thì anh em nên kiểm tra một vòng quanh lốp. Như vậy là xong rồi. Đó thì cái cách thức mà để thay một cái lốp ở trên cái máy này nó cực kỳ là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Thì anh em có thể là làm theo cái video này của mình một phát là ăn ngay. Đó thì những clip trước thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách thức mà móc bằng tay rồi. Thì clip này thì mình sẽ chia sẻ anh em cái cách thức mà ra vào bằng máy như thế này, cực kỳ là nhanh gọn lẹ. Cái thời gian để thay bằng cái máy này, một cái lốp này nó chỉ rơi vào tầm khoảng vài phút thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Kiên Mô Tun, hẹn anh em ở video clip sau.